Thu Minh tiết lộ lý do mời Trấn Thành tham gia sâu âm nhạc giữa tranh cãi. Tối ngày 14 tháng 6, Thu Minh tổ chức buổi công bố dự án Musa Đây là chương trình do chính Thu Minh trực tiếp sáng tạo, nhằm tạo ra một không gian trình diễn âm nhạc và tương tác giữa cô và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Nữ ca sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò chủ trì, host, trong 15 tập phát sóng với 15 khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Trấn Thành trong sâu âm nhạc của Thu Minh khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước nay, nhiều người vẫn tranh cãi về giọng hát của anh. Trước thắc mắc này, Thu Minh nói, điều này hãy đợi đấy hãy xem tập của Trấn Thành và có nhận định của riêng mình. Còn tôi mời Trấn Thành vì có lý do tôi mới mời. Tôi là một người chị, đồng nghiệp chơi thân với cậu ấy. Đối với tôi, Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng, được biết, chương trình có một phần đặc biệt là đo quản giọng cho khách mời. Trấn Thành cũng được Thu Minh hướng dẫn xác định quản giọng của mình. Trong sự kiện tối ngày 14 tháng 6, rất đông nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Ali Hoàng Dương, Thảo Trang, Hoàng Dũng đến chúc mừng Thu Minh nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy xúc động trước tình cảm sự ủng hộ của đồng nghiệp học trò và đàn em dành cho mình ca sĩ đàm vĩnh hưng tiết lộ anh đến để chuộc lỗi với thu minh vì trước đó từng nhận lời tham gia sâu nhưng lại bất ngờ xin rút lui thu minh cũng dễ thương và dễ chịu với tôi cảm ơn thu minh anh đến đây để làm tất cả những gì có thể để cổ vũ chia sẻ cho em đàm vĩnh hưng bày tỏ tiết lộ về chi phí đầu tư cho sâu thu minh nói ông xã không hỗ trợ tôi làm sâu này tôi là nữ cường nhân có thể tự đứng trên đôi chân của mình nói chung là tôi đi hát bao nhiêu năm nên cũng có chút tiền đầu tư nhưng lần sau tôi vẫn mong có tài trợ. Thu Minh thừa nhận sâu sơ ít lấy cảm hứng từ các chương trình quốc tế của những giọng ca hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định chỉ lấy cảm hứng còn việc dàn dựng thì sâu của cô hoàn toàn khác biệt vì có khách mời trao đổi, kết nối và giao thoa lẫn nhau, bật mí về phong cách âm nhạc trong sâu, Thu Minh khẳng định chơi khô máu. Ca sĩ nói, khách mời hát cỡ nào tôi chơi cỡ đó. Khách muốn trẻ trung thì tôi cưa sừng luôn, muốn rap thì tôi rap. Tôi cảm thấy rất hay vì bản thân ở tuổi này có thể cập nhật nhiều cái mới từ chính đàn em, nữ ca sĩ nói về vai trò host của mình, mọi người sẽ thấy một Thu Minh thật nhất, từ âm nhạc đến tính cách. Những điều mà tôi đã để che rèm suốt nhiều năm. Đến giờ, tôi đã mệt và buông bỏ hình tượng này. Đúng là tôi không giỏi ăn nói nhưng tôi có thế mạnh là chân thật. Khi tôi thật thì mới có thể mở cánh cửa trái tim từ những người bạn khách mời trò chuyện.